chiều ngày 6 tháng 1 năm 2023, đồng chí Văn Đăng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện dự và trao quà Tết ấm tình quê hương Xuân Quý Mão năm 2023, trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Sơn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Trang, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Sơn và 18 hộ nghèo trong xã. Chương trình Tết ấm tình quê hương là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Vĩnh Tường, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, do chính phủ phát động, qua đó phát huy tình đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia ủng hộ giúp đỡ người nghèo. Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Văn Đăng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, bày tỏ sự chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn đối với toàn thể các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện nói chung và xã Vĩnh Sơn nói riêng, chúc các gia đình có nhiều sức khỏe, khắc phục khó khăn, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, chịu khó làm ăn để có cuộc sống tốt đẹp hơn, hướng tới thoát nghèo, góp sức xây dựng quê hương Vĩnh Tường giàu đẹp, văn minh. Đồng chí cũng chân thành cảm ơn sự đồng hành của các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đặc biệt là doanh nhân Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đã hỗ trợ chương trình Tết ấm tình quê hương Xuân Quý Mão năm 2023. Đồng chí chúc cộng đồng doanh nghiệp huyện nhà, các doanh nhân luôn đoàn kết, phát triển, góp phần xây dựng huyện Vĩnh Tường ngày càng giàu đẹp, vững mạnh. Nghĩa cử cao đẹp này đã tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống cho những người nghèo trên địa bàn huyện, góp phần đem đến cho họ có một cái Tết cổ truyền đầm ấm. Đại diện hộ nghèo đã bày tỏ lòng biết ơn tới các cấp lãnh đạo, các nhà hảo tâm, hứa cố gắng vươn lên, từng bước thoát nghèo.